Vâng, chúng ta mong rằng sẽ có nhiều những nụ cười của Huyền trên đường chạy để cô tiếp tục hy vọng nuôi ước mơ giành huy chương vàng SEA Games cho mình và điền kinh Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh. Hôm nay là một ngày rất vui với Trịnh Văn Vinh khi anh kết thúc án phạt 4 năm vì dính doping. Ngày mai, Trịnh Văn Vinh, nhà vô địch thế giới, Á quân ASEAN, nhà vô địch SEA Games sẽ chính thức trở lại với con đường cử tạ chuyên nghiệp mà anh đã theo đuổi. 4 năm là một quãng thời gian vật lý rất dài với cuộc đời của một con người. Còn với một vận động viên chuyên nghiệp, 4 năm không được thi đấu đỉnh cao. Quãng thời gian đó thực sự là gian khó. Hãy cùng nghe anh trải lòng để có thể thấy mỗi vận động viên là một chiến sĩ và chàng chiến sĩ Trịnh Văn Vinh đã vượt qua sức ép đó như thế nào. Rất là buồn và nhiều cái nó ập đến thì mình như em thì cũng không thể nói được cái sâu bên trong lòng ra được, những kiểu gì rất là khó lắm. Từ 4 năm nghĩ là rất là dài đấy. Nhiều lúc mình cảm thấy mình rất là khó khăn, mình nghĩ là mình sẽ không thể làm mà tiếp tục được. Em xác định là em quay trở lại thì em chỉ có lúc đấy là mệt mỏi. Lỗi để xảy ra này là lỗi của bản thân mình, cũng không trách ai được. Là em đã về địa phương ở bên Từ Sơn với thầy, là hai đứa trò là tự lo với nhau. Khi thầy định hướng cho một cái hướng quay lại thì em bắt đầu tìm lại cái động lực cho bản thân mình để tập luyện duy trì để quay lại như bây giờ. Mình xác định quay lại thì mình sẽ không bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Em rất là vui khi mình được quay trở lại đội tuyển và được tập cùng mọi người để chuẩn bị cho những cái giải đấu cho năm sau cũng như là những giải vòng loại Olympic. Em sẽ cố gắng đạt thành tích cao ở SEA Games cũng như là ASEAN cuối năm 2023 và đầu năm 2024 thì sẽ phải đấu một trong hai giải thế giới và giải châu Á nữa, bắt buộc phải tham gia và mình đấu các giải quốc tế khác để mình tính điểm. Khi mình đủ điểm thì mình sẽ đạt được một vé đi thi Olympic. Em gần như là ngày nào em cũng nghĩ, khi tối đi ngủ em lại nghĩ, em nghĩ đến những cái giải đấu sắp tới cũng như giải đấu đã qua, mình sẽ phải làm những cái gì để được tiếp tục như thế. Mình đã xác định thì mình quyết tâm mình làm được.